Một bạn đọc của độc giả là Hạ Heo Cơ muốn hỏi là nhà em thì vợ sinh năm 1987, chồng sinh năm 1988, thì cho em hỏi là nhà em nên chọn nhà theo hướng nào là tốt nhất, vì nhà em hai vợ chồng cùng đứng tên. Với câu hỏi này thì tôi nói luôn với bạn rằng là bạn sinh năm 87, bạn mệnh hỏa, sang năm 31 tuổi sắp âm, bạn người 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 chồng chị chồng năm của bạn 8. sinh năm 88, năm nay sang năm 30 tuổi sao thủy điệu, cho nên là giữa thủy và hỏa có cái sự tương khắc, đặc biệt là năm tới là năm hỏa nữa, thì hỏa gặp hỏa lại càng khắc với thủy, cho nên bạn cần phải chọn nhà hướng kim, tức là hướng tây, hướng chính tây, để sinh ra thủy khắc chế hỏa. Đó là chính là về 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 việc ngũ hành âm dương cân đối sinh khắc chế hỏa. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của chuyên gia. Và bây giờ chúng ta tiếp tục sẽ cùng đến với một câu hỏi nữa của bạn độc giả chúng tôi vừa mới nhận được thôi ạ. Một bạn đọc Nguyễn Quỳnh muốn hỏi chuyên gia là bố cháu sinh năm 1960, mẹ thì sinh năm 1963. Vậy thì trong phòng khách nên treo tranh nào để rước lộc vào năm mới ạ? Bố cháu sinh năm 1950, 1960 tuổi Canh Tý, sang năm sẽ là 58 tuổi sao Thái Bạch. Mẹ cháu sinh năm 1963 tuổi Quý Mão, sang năm 55 tuổi sao Kế Đô. Hai sao này là sao xấu của cả nam và nữ. Vì vậy, vì sang năm là năm năm gà, vậy cháu nên mua những tranh như tranh hổ, những tranh của con thú để treo thì đẹp nhất, Có lẽ để khắc chế những cái để khắc chế xui những của xui và của hai xui tuổi. tuổi của cả bố cả mẹ đấy ạ. Tuy nhiên đừng mua tranh con rồng nhé, hạn chế mua tranh con rồng. Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những câu hỏi đã được gửi đến fanpage của chương trình ạ. Vâng, và xin hỏi chuyên gia đó là chủ nhà tuổi Mão thì nên treo tranh phong thủy gì, hình con gì trong phòng làm việc ạ? Thế là để treo cho con Mèo thì bắt chuột chuột nó là vui vậy thôi, là vui vậy thôi, chứ tuổi Mão ấy là có rất nhiều loại tranh để treo. Ví dụ như là tranh đông hồ, tranh đông hồ cũng là ví dụ, tranh hướng dừa, tranh đám cưới chuột, vân vân, là những cái tranh rất là đẹp, và thường là cũng là hợp với tuổi người tuổi Mão. Hay là những tranh của con gà cũng là hợp với người tuổi người tuổi Mão thì là tranh, ví dụ là treo tranh con chuột là gọi là bạn nhìn thấy là toàn hình như chuột thế rồi là đúng chưa không ạ, chưa nhìn thấy cơ hội là bắt rồi đúng đúng không ạ. Và bây giờ thì một câu hỏi của một bạn là đến từ Bình Dương cũng rất là xa, bạn vâng. Minh Thư muốn hỏi là xin chào chuyên gia và xin phép hỏi chuyên gia là năm nay thì xuất hành hướng nào thì hợp và ăn mặc như thế nào là hợp với năm nay và cũng như là cần lưu ý gì khi mà mình xuất hành. À, nói với bạn là về riêng về xuất hành như thế nào để hợp, thì cái việc năm nay là sao, năm nay là năm của hỏa của gà, cho nên bạn phải, tôi chỉ nói là hướng thôi nhé, còn tuổi thì còn mỗi người một 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 hợp hướng riêng, và nhìn chung năm nay thoái tuế đóng ở chính đông, cho nên bạn cần đi vào hướng chính đông đẹp nhất trong sao thái tuế Bạn hãy xuất hành vào hướng chính chính đông. đông. Một câu hỏi của bạn là có nick Facebook là Nam Trần Nguyễn, có hỏi chuyên gia là mong chuyên gia tư vấn dùm tôi, đó là cây đào trang trí ở đâu trong nhà thì là tốt nhất, và đào thì khi mà mình chơi đào ấy ạ thì cần chú ý gì để hợp với phong thủy ạ? Về mặt đào để đâu là tốt nhất và đẹp nhất, thì theo tôi thì vẫn là để phòng khách là đẹp nhất, bởi vì là phòng khách là nơi mà rất nhiều người người ta đến chơi nhà, chơi Tết nhà bạn. Hai nữa là phòng khách là nơi mà bạn thường xuyên tụ tập gia đình, ngồi đó để hàn huyên, chứ cứ trẻ nhát để phòng ngủ đúng không ạ? Thế còn các thế đào thì nhiều lắm. Các thế đào thì nên nhờ các chuyên gia của thế cây thế cây cảnh, ví dụ như là thế cha mẹ chiều con, rồi thế của phúc lộc thọ, nhiều lắm, cho nên bạn có thể trực tiếp tư vấn từ người bán đào hoặc là những người mà đã chơi đào lâu lắm, đều là những người mà biết cái thế đẹp. Và chắc chắn là ở Hà Nội thì cũng có rất là nhiều địa Đúng điểm rồi, đúng không? Rất là đúng nhiều rồi, địa điểm thì chúng ta cũng có vâng, thể tham khảo. lên Nhật Tân. Vâng, lên Nhật Tân thì rất là nhiều rồi. Và bây giờ thì có một câu hỏi muốn hỏi chuyên gia cũng liên quan đến đào và quất là những Vâng. cái cây cảnh mà chúng ta hay chơi ngày Tết đấy Vâng. ạ. Xin hỏi chuyên gia là có phải mua đào hay là quất càng to
thì càng nhiều lộc không ạ? Không phải đâu, tôi khẳng định luôn là không phải, vì nếu thế thì người ta đã nhiều người đã tranh nhau mua rồi, đúng không ạ? Thứ nhất là bạn phải thấy rằng là cái cây đào này, cái cây quất đấy có phù hợp với không gian nhà bạn không, cái thứ hai là cái túi tiền của bạn nữa. Cái túi tiền của bạn mà không có mà bạn cố tình bạn mua thì lúc đấy lại mua nợ mua chịu, hoặc là phải vay mượn để mua thì năm đấy là bạn cũng phải suy nghĩ, đúng không ạ? Đó, đấy cũng là một cái quan điểm mà chúng tôi thấy là từ rất là lâu rồi. Vâng. Rất là từ xưa rồi thì rất là nhiều người cứ nói rằng là cứ mua đào mua quất phải càng to cơ. Vâng. Đấy, thì năm mới đón lộc nó mới càng nhiều. Đấy, và càng may mắn hơn. Thì hôm nay có chuyên gia cũng đã chia sẻ với quý vị bạn là hãy lựa chọn những cây cảnh chơi ngày Tết phù hợp với vấn đề về tài chính cũng như là không gian đúng nhà rồi. Của bạn. Đúng rồi. Vâng. Và bây giờ thì một câu hỏi ạ. Trong mâm ngũ quả ngày Tết năm nay thì gia đình tôi nên chọn những loại quả nào để trang trí cho cả năm sung túc ạ? Thường là một mâm ngũ quả thường nó thường có 5 màu sắc. Ngũ quả mà có 5 màu sắc. Ở miền Nam thì người ta có thể thờ sầu riêng, nhưng ở miền Bắc thì người ta không thờ sầu riêng. Ở miền Bắc chúng ta nói chung có hai loại quả chính rất ít bỏ qua, đó là chuối và bưởi. Chuối và bưởi. Cái loại quả thứ ba nữa là bây giờ thì người ta thường hay dùng đó là trứng gà. Cái trứng gà hay là gọi ở miền Nam hay gọi là cái lekima. Cái loại quả thứ tư người ta nếu mà ở miền Nam thì hay dùng là dừa. Còn ở miền Bắc thì người ta hay dùng là dưa hấu. Bây giờ có dưa hấu để cúng Tết rồi. Cái loại quả thứ năm là măng cụt. Măng cụt cũng có thể để thờ. Và chúng tôi nghĩ rằng là nếu như là những quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình này mà đã bỏ lỡ mất cái câu trả lời cũng như cái phần tư vấn của chuyên gia, thì quý vị có thể xem lại, truy cập lại vào fanpage của website là em.vn, và quý vị có thể ghi chép lại những cái loại quả nào phù hợp với trên mâm ngũ quả vào ngày Tết, đúng không ạ? Và bây giờ thì một câu hỏi mà chúng tôi cũng vừa mới nhận được qua fanpage của em.vn, đó là của bạn đọc Mai Nobi. Muốn hỏi chuyên gia là giường ngủ nhà em, đầu giường thì bị cửa ban công chiếu thẳng vào, cuối giường thì bị cửa phòng ngủ chiếu thẳng vào, nhưng không thể kê đi chỗ khác. Vậy thì làm cách nào để khắc phục, hay là treo vật phong thủy nào trong năm mới để giảm đi ảnh hưởng xấu của chuyện này ạ? Cái giường ngủ nhà bạn, cái giường ngủ của nhà bạn mà bị ban công chiếu thì thường là ánh sáng nó sẽ làm cho bạn dễ khó ngủ. Cái việc nữa là chân bạn đập vào cái cửa chính thì từ cái cửa ra vào ấy, hoặc là cái cửa phòng ngủ ấy, thì thường là làm cho hai vợ chồng dễ lục đục cãi nhau hoặc là xích mích bằng từ những cái chuyện rất là nhỏ nhặt. Khi mà gặp những cái trường hợp này, bạn nên dùng đá phong thủy, tức là đá phong thủy thì treo ở ngay trên cái cửa chính, ngay cái chỗ cửa phòng ngủ, hoặc là như là đá cẩm thạch ấy, bạn để dưới gầm giường. Thì một là nó hút cái năng lượng nhiều quá của phòng ngủ, vì ngủ thì thường là để buổi tối, cho nên là cần phải tối hơn, cho nên cái đá cẩm thạch ở dưới phòng ngủ hoặc là đá phong thủy ở trên treo trên cửa phòng ngủ thì bạn sẽ được ngủ dễ hơn và sẽ thấy rằng là lộc lá sẽ đến nhiều hơn. Vâng, cảm ơn chia sẻ của chuyên gia, quá là tuyệt vời, đúng không ạ? Vì là cái điều băn khoăn của bạn ấy là những cái giường này nó không thể di chuyển được chỗ nào nữa, không di chuyển được, không được di chuyển rồi. Bây giờ chỉ có mỗi cách là làm thế nào để dùng những cái vật phẩm vật dụng về phong thủy để chấn đi những cái xấu thôi. Thì hôm nay chuyên gia đã chia sẻ, chúng tôi hy vọng các bạn cùng với gia đình đã giảm bớt những cái căng thẳng và cái lo toan về cái vấn đề về giường ngủ của mình. Và bây giờ thì sẽ là một câu hỏi của bạn Hương Nguyễn đến từ Hà Nội. Đó là loài hoa nào nên đặt lên bàn thờ ngày Tết, và nhiều người kiêng không cắm hoa ly trên bàn thờ, thì không biết rằng là với chuyên gia thì điều này có đúng hay không ạ? Hoa mà để vào ngày Tết thì người ta thường dùng những loại hoa mà có tính chất lâu bền và không gây khó chịu cho mọi người. Ví dụ như là hoa hồng, hoa cúc, hoa rất là nhiều hoa mà tôi đứng lại lúc này hỏi lại tôi lại hơi run quên mất. Hoa ly đối với chúng tôi là hoa ly rất thơm, mùi thơm rất lâu và để được rất lâu, cho nên là hoa ly thì không kiêng trên bàn thờ đó. Chúng ta hoàn toàn có thể hoa ly là không kiêng lên bàn thờ đó. Trên bàn thờ vào dịp Tết cũng là một cái
thở phào nhẹ nhõm của những người bán hoa ly, đúng không? Không phải lo lắng là khách hàng phải không mua hoa đặt trên bàn thờ nữa. Và bây giờ một câu hỏi của một bạn độc giả đến từ Yên Bái, là bạn Thành Công, muốn hỏi chuyên gia rằng là cúng giao thừa thì nên cúng ở trong nhà hay là cúng ở ngoài trời mới là đúng ạ? À, có hai loại cúng giao thừa. Thứ nhất là cúng ngoài trời, là cúng đón các thần về, tức là từ 3/23 chúng ta đã tiễn các thần đi thì giao thừa chúng ta đón các thần là về đó. Và cái việc ra là cúng ở nhà là cúng gia tiên, khi ta mời gia tiên về hôm lúc ngày 30, tối 30 chúng ta mời gia tiên chúng ta về, thì đêm 30 chúng ta mời gia tiên đón nhận cái năm mới, cái không khí, cái sự phấn khởi của ngày đầu xuân, thì đấy là cúng hai, có cả hai cúng chứ không phải là chúng một thôi. À, có nghĩa là không tránh cái việc lựa chọn một trong hai đúng cách ạ. Cúng thì chúng ta phải cúng ra hai và theo thứ tự, đúng không ạ? Theo thứ tự. Và bây giờ một câu hỏi của bạn đọc Li Yu muốn hỏi chuyên gia là hai vợ chồng cùng sinh năm 1988 và con thì sinh năm 2015, vừa mới năm ngoái đấy ạ. Có xung khắc gì nhau hay không ạ? Và năm mới thì em dự định xây nhà thì nên xây theo hướng nào là phù hợp nhất ạ? Hai vợ chồng sinh năm 1988 tuổi Mậu Thìn, con sinh năm 2015 là tuổi Ất Mùi. Bản thân hai người là mệnh Mộc mà con là mệnh Kim. Bản thân hai người này là về can chi là tuổi Mùi và tuổi Rồng. Chân về tứ xung là đã xung khắc rồi. Về kẻ mệnh là đã Kim khắc Mộc rồi. Hai vợ chồng này lại cùng là mệnh Mộc mà các cụ thường nói là lưỡng Mộc thì chết. Tức là hai cái mộc thì không rất là khó ở với nhau. Đó. Cho nên là đã gặp cái sự khắc chế như thế thì bạn cần phải hóa giải cái việc khắc chế đấy. Sang năm bạn 30 tuổi, con bạn 3 tuổi, hai vợ chồng bạn đều 30 tuổi, bạn không nên là mua nhà và làm nhà cái gì. Không nên mua. Không nên mua và không nên làm. Xây dựng. Chắc chắn đấy là một cái lời khuyên rất là hữu ích dành cho những quý vị vừa mới hỏi đấy ạ. Và bây giờ một câu hỏi của bạn đọc Bạch Tuyết muốn hỏi chuyên gia là xin chào chuyên gia, hai vợ chồng em thì đều sinh năm 1987, thì sang năm gà thì bày biện phòng ngủ cũng như là nhà như thế nào thì cho hợp lý với tuổi? Hai bạn sinh năm 1987 tuổi Đinh Mão, sang năm đều 31 tuổi, sang năm lại là năm gà nên hỏa rất vượng. Nếu hỏa đã vượng thế thì khi bạn bố trí phòng khách, bạn nên có một chút tí thủy ở trong nhà, ví dụ như là bạn có thể để bể cá, hoặc bạn có thể để bàn ở phòng khách ấy, có chút lúc nào cũng phải có nước, chứ đừng có để ví dụ như là cái ấm nước này là có, nhưng mà phải có nước chứ không phải để ấm không. Đấy là phòng khách. Còn phòng ngủ của bạn, vì bạn không nói là phòng ngủ của bạn có con ở hay không có con ở. Nếu có bạn có con ở thì sẽ phải hỏi cụ thể riêng. Còn nếu bạn mà không có con ở thì không có con của bạn ở ấy, thì bạn sẽ phải làm thế nào để khắc chế hỏa nhất. Vì hai bạn cùng hỏa thì hỏa vừa gặp hỏa dễ rất nóng tính. Cái việc mà chạy xích mích là khó tránh khỏi. Cho nên bạn cần phải dùng một cái vật phong thủy, ví dụ như là những cái vật mà màu tối hoặc màu đen. Màu tối khác nhé bạn nhé, màu tối ví dụ như màu tím, màu xanh, nhưng màu đen thì là thuộc về thủy, thì nó sẽ khắc chế được cái bạo hỏa của bạn. Và hai vợ chồng sẽ có thể là ôn hòa hơn, đúng không ạ? Tránh những cái xích mích không cần thiết. Và bây giờ thì một bạn đọc tên là Thành Công cũng có đặt câu hỏi qua fanpage của em đọc vn. Câu hỏi như sau ạ: nhà cháu thì ở chung cư có lối hành lang đâm thẳng vào nhà, vậy năm mới nên làm gì để hạn chế những điều xấu cho phong thủy và đón tài lộc vào nhà? Cái việc hạn chế này và việc khắc phục này là phải làm quá trình và rất là kém. Khi mà có một cái nhà cái hướng cổng cửa hoặc là bị đâm cái đường bị đâm vào nhà thì rất là dễ bị những cái tật như là ruột thừa hoặc là mổ xẻ trong bụng hoặc là những cái bệnh tật về bụng. Cho nên là khi mà người ta khắc chế của cái việc này thì người ta thường là đào một cái hồ bán nguyệt hoặc là cái làm một cái núi giả sơn, nhưng mà phải có nước, thường xuyên có nước chảy qua để khắc chế được cái hướng đâm đấy. Nhưng tuy nhiên bạn vì là một là tất nhất gấp gáp,
hai là tôi cũng chưa biết hoàn cảnh gia đình bạn, nên tôi khuyên bạn là nên trồng cây hoặc là nên để một số cây cảnh ở trước cổng đó, để cho cái khí xộc thẳng vào nhà đấy, bạn sẽ được cây nó sẽ tán đỡ. Tất nhiên là sau này bạn sẽ phải làm tiếp. Mặc dù là có thể như chuyên gia chia sẻ thì chắc chắn để mà thay đổi được và mang lại tài lộc về thì phải tốn kém và phải lộ phải quá trình. Cái đấy cũng là một cái để cho chúng ta phải xác định trước về chuẩn bị về mặt tài chính trước, đúng không ạ? Và bây giờ là một câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Quỳnh, là em sinh năm 1991 và đang không có người yêu đó. Có biện pháp phong thủy đơn giản nào để năm mới có thể lấy được chồng không ạ? Câu hỏi rất hay và rất là thú vị. Sang năm bạn sinh năm 1991, sang năm bạn 27 tuổi. 27 tuổi là dễ lấy chồng hơn là năm nay, vì là năm sau nay bạn muốn lấy thì chắc là các bên gia đình cũng không lấy được, vì đấy là sau của bạn là người ta tính gọi là tính kim lâu. Thế còn cái biện pháp để bạn dễ lấy chồng là thì bạn phải thường xuyên đi chơi với các bạn nam, hay nữa là phải chịu khó ăn mặc rồi là đẹp, rồi là những cái gì để hấp dẫn bạn nam, thì chắc chắn là tôi tin là bạn sẽ dễ lấy chồng. Với câu hỏi của một bạn sinh năm 91 thì chắc là bây giờ cũng sẽ có nhiều bạn cũng tầm tầm xem tuổi sinh năm 91 cũng với chung một câu hỏi đó. Vâng. Thì chúng tôi một lần nữa khẳng định với bạn là năm nay thuận với bạn rồi đấy ạ. Vâng. Rất thuận lợi với bạn. Vâng. Quan trọng là từ phía cá nhân của bạn thôi. Đúng hãy rồi. Thay đổi mình để đẹp hơn, quyến rũ hơn và luôn luôn trẻ trung và tươi trẻ, trẻ trung và cuốn hút. Vâng. Phái nam thì chắc chắn là năm nay sẽ có tin vui đấy ạ. Đúng rồi.